Bạn có biết rằng có một bộ phim hoạt hình đã làm cho nhu cầu nuôi cá cảnh bỗng tăng đột biến? Đó chính là phim Đi tìm Nemo của nhà Pixar, một trong những phim hoạt hình ấn tượng nhất về tình phụ tử giữa bố con cá hề cũng như mang thông điệp về bảo vệ môi trường và không đánh bắt cá trong tự nhiên. Tuy nhiên, có vẻ khán giả đại chúng đã hiểu sai thông điệp này và nhu cầu nuôi cá hề bỗng tăng vọt đến mức số lượng quần thể cá hề trong tự nhiên ở một số khu vực đã giảm xuống tới 75%. Tai hại hơn nữa là phần lớn những người mua cá về lại không hề biết chăm sóc cá cảnh, nên những chú cá ấy đã không sống được lâu dài. Vậy bạn có nghĩ rằng sau này Pixar cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi làm một phim khác về động vật để tránh điều tương tự xảy ra? Hãy đăng ký kênh Đèn Đỏ Cinema.